Sư đoàn 470 được thành lập ngày 15 tháng 4 năm 1970 tại khu rừng Nầm Ba thuộc tỉnh Atoper, Nam Lào. Là sư đoàn đầu tiên thuộc Bộ Tư lệnh 559, sư đoàn 470 gồm nhiều lực lượng binh chủng hợp thành. Nhiệm vụ chính trị của sư đoàn ngay từ những ngày đầu thành lập được xác định là đánh địch, mở đường, đảm bảo giao thông, vận chuyển, chi viện sức người, sức của cho chiến trường B3, B2, giúp cách mạng Lào, Campuchia xây dựng lực lượng. Hoạt động ở tuyến cuối trên đường Hồ Chí Minh, xa Hậu Phương, địa bàn rộng. Các cán bộ chiến sĩ của sư đoàn đã đoàn kết, nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, đóng góp to lớn vào chiến công của bộ đội Trường Sơn anh hùng. Từ năm 1970 đến tháng 4 năm 1975, chỉ riêng lực lượng công binh của đơn vị đã mở gần 1.000 km đường mới, khôi phục và bảo đảm giao thông hơn 3.000 km đường ô tô nối liền ba nước Đông Dương, tham gia chiến đấu hàng trăm trận, bảo vệ an toàn tuyến hành lang vận tải. Do có nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, sư đoàn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 3 huân chương quân công, 6 huân chương chiến công, 4 lần nhận cờ thưởng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Năm 1976, được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tập thể và cá nhân của đơn vị được tặng thưởng huân chương, danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Sau ngày đất nước thống nhất, sư đoàn bám trụ trên đất Tây Nguyên làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng. Bên cạnh tham gia xây dựng phát triển giao thông, sư đoàn còn được giao xây dựng nhiều công trình dân dụng, thủy lợi, thủy điện, khai hoang trồng cà phê. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, năm 1989, sư đoàn 470 chuyển thành công ty xây dựng 470, trực thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, binh đoàn 12. Từ một sư đoàn công binh cầu đường chiến lược làm nhiệm vụ trong chiến tranh, công ty xây dựng 470 đã trở thành một doanh nghiệp mạnh có thương hiệu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở địa bàn miền Trung Tây Nguyên. Với những thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng, công ty vinh dự được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất, huân chương quân công hạng nhì, huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, 10 lần nhận cờ thưởng của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của sư đoàn, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3 do có nhiều thành tích xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng. Phát huy truyền thống sư đoàn 470, binh đoàn 12, hai lần anh hùng, ngày 21 tháng 8 năm 1978, 21 chị em nữ xã Thanh Trạch cùng gần 400 chị em nữ toàn huyện đã nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đã tạm biệt quê hương thân yêu, lên đường làm nhiệm vụ. Trong số 21 chị em nữ của quê hương Thanh Trạch thân yêu có chị Nguyễn Thị Hà. Do hoàn cảnh gia đình đông con, bố mẹ già yếu, chị phải nghỉ học sớm tham gia vào đội 202 của xã, tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh ở địa phương. Các chị Lý, Hoa, Thanh, Thuần, Hải, Hương ở Thanh Khê, các chị Hoa, Phương, Liên, Điệp ở Thanh Vinh, cùng các chị Lúa, Mỹ, Hoa, Nhân, Biên, Hời ở Thanh Xuân, Thanh Hải, các chị Tĩnh, Bông, Mến, Hành, Hữu ở Tiền Phong, Quyết Thắng, với lứa tuổi xuân 18 đôi 10 vừa mới rời ghế nhà trường đã hăng hái cùng chị em nữ trong huyện Bố Trạch lên đường nhập ngũ vào sư đoàn 470, binh đoàn 12 Tây Nguyên. Sau 3 tháng huấn luyện ở Đắk Lắk, các chị được phân công về đại đội 1, tiểu đoàn 20, riêng chị Nguyễn Thị Hà được bố trí làm tiểu đội trưởng, tiểu đội nuôi quân. Lần đầu tiên xa quê, xa người yêu lại sống và chiến đấu nơi núi rừng Tây Nguyên, rừng thiêng, nước độc, nơi bom đạn quân thù đang vung vãi chưa nổ khắp nơi. Nơi những cánh rừng trơ trụi bởi chất độc hóa học của chiến tranh tàn phá. Nhiều chị đêm đêm nằm khóc nhớ mẹ, nhớ cha, nơi quê hương nghèo khó vừa mới bước ra cuộc chiến tranh tàn khốc của đế quốc Mỹ. Các chị nôn nao trông ngóng từng ngày, từng giờ, những lá thư của những người yêu gửi về chia sẻ nỗi niềm thương nhớ không nguôi. Chị Nguyễn Thị Hà cùng người yêu của mình là anh Hoàng Xuân Ngọc, người cùng quê, cùng hợp tác xã tương lai. Anh chị lên đường nhập ngũ cùng một ngày, nhưng anh được về chiến đấu tại quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam, mãi tận miền cực Nam của Tổ quốc. Nói sao cho hết nỗi lòng nhớ nhung xa cách của các chị vừa mới lớn lên chưa bao giờ xa mẹ qua một ngày. Đêm đêm, có chị nằm khóc vì nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người thương lần đầu tiên trong đời xa cách. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, nhìn về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Ôi, quê hương nơi trăm bến ngàn thương, nơi có nửa trái tim mình và người yêu ở đó. Huấn luyện xong, các chị được phiên chế về Trung đoàn 4, Sư đoàn 470, đóng quân tại Bù Đăng Bù Đốp, núi rừng Tây Nguyên, bản ngàn xa thẳm, nơi chim kêu, vườn hú, nghe mà não ruột, nao lòng. Những ngày xa quê, xa cha ngái mẹ, thương nhớ người yêu, chị em chỉ biết động viên nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lấy tình đồng chí, đồng đội, tình đồng hương Thanh Trạch, tình đồng hương Bố Trạch, đồng hương Quảng Bình làm nguồn an ủi động viên. Sư đoàn 470 vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm, động viên, khích lệ. Chị em lại thấy tự hào, nỗ lực hăng hải hơn, quên cả gian lao vất vả. Từ năm 1975 đến năm 1990, Sư đoàn 470 đã tập trung lực lượng vào xây dựng hơn 1.000 km đường các loại, nhiều cây cầu bê tông, nhiều công trình quan trọng khác. Ngày 29 tháng 11 năm 1990, tập thể Sư đoàn 470 được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Tháng 2 năm 1979, nhiều chị em trong huyện Bố Trạch, Quảng Trạch được điều về quân khu 1 làm đường phục vụ. Quân chủ lực giúp bàn Campuchia đánh bọn Pol Pot, Yên Sari giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Đến tháng 10 năm 1981, các chị nữ chiến sĩ Trường Sơn, Sư đoàn 470 Bố Trạch hoàn thành nhiệm vụ, các chị binh rình chia tay. Sau hơn 4 năm sống và chiến đấu trên mặt trận xây dựng kinh tế, các chị em càng thân thiết hơn. Tình bạn bè, đồng chí, đồng hương, họ lại mở rộng hơn tình yêu, tình bạn với chị em các tỉnh bạn. Trong Nam, ngoài Bắc, buổi chia tay sư đoàn sao mà nhớ thương bình rình. Khi ta đến, chỉ là nơi đất ở. Khi ta xa, đất bỗng hỏa tâm hồn. Về với đời thường, những người lính nữ Trường Sơn lại hòa mình vào cuộc sống, xây dựng và đổi mới quê hương. Các chị lập gia đình, sinh con đẻ cái, xây dựng cuộc sống trong những năm tháng quê hương còn nghèo khó, với trăm ngàn gian lao thử thách. Với bản chất của người lính của Hồ, người lính Trường Sơn năm nào, các chị bươn chải với đời thường. Trong thời kỳ bùng khoắn, tự cởi trói cho mình, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà từ những xã viên của Hợp tác xã Tương Lai, đêm đêm về theo bạn bè ra bến Cảng Xanh, tập buôn cá, mổ cá thuê. Không có vốn, các chị mua chiều, bán cá xong mới trả tiền cho chủ tàu. Với bản tính thật thà chịu thương chịu khó, từ hai bàn tay không, không có đồng vốn, chị Nguyễn Thị Hà đã vươn lên từ tích lũy và dần dần chủ động nguồn vốn thu mua. Chị trở thành đầu nâu như bao người giàu có khác. Từ chỗ bán cá thuê, chị Hà đã dần dần trở thành cơ sở thu mua hàng thủy sản Hà Ngọc. Từ nhỏ, tích lũy thành lớn, tích tiểu thành đại, với bản chất của người lính không chịu đói nghèo, không chịu lụi bước trước khó khăn gian khổ. Dần dần cơ sở thu mua của Hà Ngọc ngày càng lớn, trở thành thương hiệu có uy tín từ Quảng Bình ra các tỉnh, trong Nam, ngoài Bắc và cả ở nước ngoài. Cơ sở thu mua của chị Nguyễn Thị Hà đã giải quyết công ăn việc làm cho hơn 70 công nhân, là con cháu của những đồng đội trở về đời thường làm ăn khó khăn, chưa có việc làm. Khi chị làm ăn khấm khá, chị đã cưu mang, giúp đỡ những đồng đội còn nghèo, cho vay vốn làm ăn không tính lãi. Chị dần dần trở thành nữ doanh nhân làm ăn có uy tín, có tấm lòng vàng, sẻ chia cùng bao đồng đội. Thương mẹ, thương cha, thương các anh chị em trong gia đình phải sống những năm tháng đói nghèo, thất học, chị càng cảm thông với bao mảnh đời bất hạnh. Xét bản thân mình đói khổ, từ những ngày trẻ thơ phải đi bán nước, đi mổ cả thuê, đi lần từng bữa ăn, chị càng thương những hoàn cảnh mồ côi đói nghèo, những hoàn cảnh gian nan ở nơi vùng lũ. Tình thương người, nàng lòng với cảnh đời cơ cực đói khó, chị thường xuyên mở lòng từ bi, tặng quà làm từ thiện. Ngày 21 tháng 8 năm 2015, nhân kỷ niệm 37 năm ngày nhập ngũ, chị đã vận động các chị em trong xã, trong huyện, được sự hỗ trợ nhất trí cao của Hội lính Trường Sơn, huyện, tỉnh và chính quyền địa phương. Ban liên lạc Hội lính nữ truyền thống Trường Sơn, Sư đoàn 470 Bố Trạch được thành lập. Ngày đầu tiên tổ chức thành lập, các chị gặp nhau mừng tuổi. Được các anh chị của Trung ương Hội lính Trường Sơn Sư đoàn 470 và các tỉnh thành trong cả nước về dự, đã khích lệ con chim đầu đàn ban liên lạc Hội lính nữ Trường Sơn, chị Nguyễn Thị Hà, càng phát huy bản chất năng động, sáng tạo, chịu thương chịu khó, quyết chí vươn lên của người lính Trường Sơn năm nào,
đạp lên đầu thù dốc tới, quyết chiến quyết thắng trên mặt trận đánh thắng quân thù xâm lược và trên mặt trận chống đói nghèo, làm giàu cho tổ quốc và quê hương. Chỉ hơn 3 năm thành lập, Ban Liên lạc Hội Lính Nữ Trường Sơn, Sư đoàn 470 huyện Bố Trạch với hơn 200 hội viên đã đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ nhau làm kinh tế giỏi, xứng đáng danh hiệu Anh Bộ đội Gù Hồ trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Các chị trong Ban Liên lạc Hội Lính Nữ Trường Sơn, Sư đoàn 470 huyện Bố Trạch đã bám sát mục tiêu, phương hướng hành động, mỗi người phụ trách một vùng, một địa bàn, nhưng đã phát huy được bản chất năng động sáng tạo hết mình vì phong trào. Như chị Hà, chị Mỹ ở vùng Bắc Bố Trạch, chị Hành, chị Lương, chị Nguyệt ở vùng Hải, Đồng, Đức Phú, chị Sâm, chị Điều ở Cừ Nẫm, Sơn Trạch, chị Vinh và Hồng Vinh ở vùng Hoàn Lão, chị Hiền ở Phúc, Lâm, Xuân đã nối vòng tay lớn giúp đỡ, gần gũi, động viên nhau khi ốm đau hoạn nạn. Chị Nguyễn Thị Hà cùng ban chấp hành và toàn thể chị em đã chung tay góp sức xây dựng ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên Nguyễn Thị Tính, neo đơn, khó khăn ở thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch. Ngôi nhà kiên cố trị giá 108 triệu đồng. Trong niềm vui phấn khởi của lãnh đạo chính quyền mặt trận, các ban ngành thôn xã Thanh Trạch. Đặc biệt Ban Liên lạc 470 chủ động cho đồng chí huyện nhà phát động phong trào quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng chí đồng đội ở Thanh Khê, Nguyễn Thị Tính. Thương người như thể thương thân, với tấm lòng nhân hậu, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà nghĩ rằng khi mình làm ăn khấm khá, có đồng ra đồng vào thì chỉ là càng thương bao mảnh đời khó khăn bất hạnh. Bão lũ số 10 năm 2016, chị Nguyễn Thị Hà đã dành 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho những người tàn tật khó khăn ở vùng Sơn Trạch, Phúc Trạch. Tạo điều kiện tăng thêm nguồn vốn làm ăn cho chị Quế ở Phú Đình, chị Nương ở Phú Trạch từ 5 đến 10 triệu đồng. Chị tham gia và hỗ trợ thăm viếng đồng đội ở hang Tám Cô, đền thờ Thanh niên xung phong, đường 20 Quyết Thắng. Tôi là một người lính trở về với đời thường, với bản chất của người lính. Tôi không chịu đói nghèo, tôi đã tự mình vươn lên. Bây giờ tôi có cơ sở thu mua hàng, tài sản dù còn khó khăn. Thấy những đồng chí đồng đội còn vất vả khó khăn hơn. Bản thân tôi trực lên gia đình nghèo khổ nên tôi rất cảm thông vì chia sẻ. Vì vậy tôi luôn luôn làm từ thiện giúp đỡ đồng đội trong hoàn cảnh khó khăn. Với vai trò trưởng Ban Liên lạc Hội Lính Nữ Trường Sơn, Sư đoàn 470 huyện Bố Trạch, Thường trực, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Trường Sơn, Sư đoàn 470, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình Doanh nhân Nữ Trường Sơn toàn quốc, chị đã tham mưu cho Câu lạc bộ Gia đình Doanh nhân Nữ Trường Sơn khởi công và khánh thành bàn giao ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cùng chị em trong Ban Chấp hành trong Hội Lính Trường Sơn, huyện, tỉnh. Các ban ngành cấp thôn, cấp xã đầu tư hơn 100 triệu đồng do chị Nguyễn Thị Hà, chủ đầu tư, kêu gọi con cháu dòng họ hoàn thành ngôi nhà khang trang, kiên cố, trị giá hơn 500 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Hải, hội viên Hội Lính Nữ Trường Sơn, giúp địa phương xóa được một hộ nghèo năm 2018. Hội Lính Trường Sơn, Hội Chí Minh, Câu lạc bộ Doanh nhân Nữ Trường Sơn, Hội Lính Trường Sơn, Hội Chí Minh Việt Nam, có nhiều chức thuộc hội trong đó có tổ chức là Câu lạc bộ Gia đình Nữ Trường Sơn. Thì ở cùng chúng ta đây có đồng chí Hà là trong thành viên của câu lạc bộ. Cùng thi đua với con chim đều đàn, giàu lòng nhân ái Nguyễn Thị Hà, các chị trong Ban Liên lạc Hội Lính Nữ Trường Sơn 470 huyện Bố Trạch đã phát huy truyền thống đơn vị 470 anh hùng. Phát huy bản chất người lính, các chị đã năng động sáng tạo, chịu thương chịu khó phấn đấu làm ăn kinh tế giỏi. Chị Hoa ở Thanh Khê mở đường làm ăn nước ngoài cho con em nghèo trong xã. Chị Nguyệt ở Hà Trạch bám ao hồ nuôi trồng thủy sản. Chị Đông bán xăng dầu, kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn quê ở Tây Trạch. Chị Vinh bán hàng tạp hóa. Chị Nguyệt ở Đồng Trạch kinh doanh gạo và thức ăn gia súc. Chị Hiền ở Phúc Lâm Xuân kinh doanh lân đàm và nhiều chị em khác tự mình vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xứng danh người lính nữ Trường Sơn chân đồng vai sắt. Sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dày tương lai.
Về với đời thường, các chị cùng chồng con phát triển kinh tế gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, mạnh dạn mở đường cho con cháu đi làm ăn kinh tế nước ngoài, nâng cao đời sống gia đình, để làm từ thiện, mở tấm lòng vàng giúp một số đồng đội đang còn vất vả khó khăn. Như vậy ngoài cái dịch vụ thu mua nâng cao đời sống cho gia đình, nhưng chị rất có cái tâm huyết đối với chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong chúng ta rất có nhiều doanh nghiệp cũng là làm ăn rất là phát đạt, rất là thành công trong tư duy đổi mới của mình, nhưng riêng chị Hà thì chưa phải là giàu có lắm, nhưng chị đã có một cái tâm huyết rất đặc biệt để tích một cái phần lợi nhuận của mình, của gia đình mình để ủng hộ cho chị em nghèo, chị em khó khăn, chị em hoàn cảnh neo đơn và những chị em chất độc da cam. Hàng năm chị cũng là có giúp đỡ cho hội trong sân tỉnh và ban liên lạc huyện Bố Trạch về kinh phí để hoạt động thực hiện. Phải nói chị là vấn đề có tâm huyết nhất đối với nền công của sư đoàn của 70. Tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn Huyền Thoại, ngày 19 tháng 5 năm 1959, ngày 19 tháng 5 năm 2019. Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Sư đoàn 470, Binh đoàn 12, 1970-2018. Kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ Hội lính nữ Trường Sơn, Sư đoàn 470 tỉnh Quảng Bình, 21 tháng 8 năm 1978, 21 tháng 8 năm 2018. Kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Ban Liên lạc Hội lính nữ Trường Sơn huyện Bố Trạch, 21 tháng 8 năm 2015, 21 tháng 8 năm 2018. Chúng ta cùng quy tụ về đây mừng gặp mặt, cùng nhau ôn lại những năm tháng hào hùng oanh liệt của chị em nữ chúng ta. Chúng ta vinh dự tự hào được đóng góp mồ hôi, công sức và xương máu, đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình vào ngọn cờ quyết thắng của binh đoàn, tô thắm màu cờ và huân chương độc lập cùng sự vẻ vang của đơn vị 470, hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động. Chúng ta cùng mừng vui chị Nguyễn Thị Hà, con chim đậu đàn của Ban Liên lạc Hội lính nữ Bố Trạch chúng ta, vinh dự được nhận bằng khen và giấy chứng nhận tấm lòng vàng của các cấp và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Vinh dự là nữ doanh nhân tiêu biểu được nằm trong đoàn đại biểu của Bộ đội Trường Sơn Việt Nam đi thăm tòa nhà của Quốc hội và các danh thắng lịch sử của thủ đô ngàn năm văn hiến. Chúng ta vinh dự tự hào, trong Hội lính nữ Trường Sơn, Sư đoàn 470 huyện Bố Trạch chúng ta có một nữ doanh nhân thành đạt. Chúc mừng cho con chim đầu đàn của chúng ta và cơ sở thu mua hải sản Ngọc Hà làm ăn phát đạt, có nhiều việc thiện hơn nữa, mở tấm lòng vàng từ bi để giúp cho chị em chúng ta. Còn có người đang gặp hoàn cảnh ốm đau khó khăn, có thêm nhiều ngôi nhà nghĩa tình đồng đội. Vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm vẻ vang, rạng rỡ thêm truyền thống của Hội lính Trường Sơn, Sư đoàn 470 anh hùng. Năm một thời để nhớ, cả cô gái ôn chặng đường gian khổ, vượt Trường Sơn xây dựng binh đoàn. Tuổi 18-20, các lính nữ bền gan, xẻ núi mở đường làm giàu đất nước. Truyền thống anh hùng đánh tan bầy xâm lược, Hội lính nữ Trường Sơn viết tiếp bài ca.
tạm biệt Trường Sơn về xây dựng quê nhà, vẫn không quên nghĩa tình đồng đội, cho phóng sự bản tình ca mong đời những con người chung thủy với Trường Sơn.